ôi 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 à, vô con cá. Bên đó còn trái xanh kìa, ngoài đó. Không có nha. Không có nữa, đợi mẹ xuống xuồng nè. Ủa vỏ cái nhà ơi. Thì cái trái như vậy nè, nếu như mà cái nhà ăn không có được á thì mình cũng có thể là mình nấu cho nó ra cái phần nước ngọt của nó, cái mình nấu lại với rau dại á, như là bùn ngót hay là cái gì đó, mình nấu thành rau dại á, để mà mình bỏ vô nước bắp này nè, mình nấu mình ăn lại nó cũng rất là ngọt và mát luôn á. Vậy mình đi móc bắp. Cái nó cũng bị hư rễ nó đây nha, được cái mới bắt à. Thôi để mình dẫn cả nhà đi vô phía trong cái bờ sậy ở trong kia mình thăm mấy cái vớt với mấy cái lợp thử coi có cá không nha cả nhà. Này mình vô trong kia rồi mình lọt ra luôn nha, mời cả nhà cùng theo mình nha, mình đi vô. Ở đây cả nhà thấy mình
mình ủ hai lò ở đây nè, còn cái lò thì mình đặt ở đây. Vô con cái ơi. Ôi đây à. Ôi con cái thu phi. Ui. Đây cả nhà ơi. Vô con cái thu phi ngon á. Đây là đổ ra cho cả nhà xem là ui con cái thu phi nó mập. Phi nó mập rồi, mập nó nu luôn nè cả nhà, ha, quầy luôn. Đi cả nhà ơi, lấy ba cái bên này. Ôi trong đây mình có một cái như này đây nè. Ôi này có con cá sặc. Mình đặt lại nha, có con cái sặc hả. Đi đi dài lên này. Đây cái nghiêng cái đường mương của mình nè. Ôi ốc không à. Giống là mình đưa cái phần này đi ra ngoài phía ngoài ruộng á, là mình hứng cá ở ruộng nó chạy vô. Ui nó dính cái kìa, mình nghe ụt trong đó kìa. Rồi kéo dài qua đây đổ vô xô luôn. Vô cái mình đổ ra thao. Đổ vô xô đây rồi vô mình đổ ra thao trong nhà cho các nhà xem. Đúng luôn rồi.
nhìn nhầm con khỏi không được. Đi thia. Đi thia với chậu gì đủ thứ hết trơn cho nha. Để mình đặt lại nha. Đẹp lắm. Đây là mấy con cá đực, nó sẽ đẹp lắm. Nhiều lắm cả nhà ơi. Để mình lựa mấy con cá to ra, mấy con cá nhỏ mình đem đi thả nha. Nguyên bày lồng rộng luôn. Đây nè, nhỏ lồng rộng là ăn cá lóc đó nha. Đây lồng rộng là bày cá lóc con á, quá trời luôn nè. Con nó quá trời quá đất luôn. Ui.
Trời ơi, nó vô nguyên một bầy luôn, khủng khiếp luôn, hàng gì quá trời nhiều luôn. Nó đây nha, đây là mình thả nó, mình nuôi nó lại nha. Ít trê nè. Ao xịt. Đây là tới khâu phân loại cá. Giống như là đi biển, ké lưới biển xong rồi lên phân loại cá. Ôi mấy con này dính lâu bị sần mình luôn à. Dính trong đây vô nguyên bầy nó bị sần mình luôn à. Sần mình nè cả nhà. Ôi thôi mình thả luôn nha, hai con này bị sần mình nữa. Hả? Nó bị mấy con cua đầu kẹp á, cái ngốc màu lăm. Dạ. Mình không dám làm mạnh nữa, tại mình sợ nó quậy một cái mấy cá con này nè. Nó bị đổ ra ngoài á. Ôi có con cá chê này nó dễ thương ghê luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem cá chê này cả nhà. Ơi con này chê trắng. Chê trắng dễ thương ghê à, mình thả nó luôn nha. Mình phân loại mấy con cá to to này ra để mình ăn thôi. Chứ không luôn nữa nè. Gọi mấy con đó là mình ốc rồi là mình thả lại hết nha. Chứ cá lồng tông, cá lóc con mình thả lại hết. Mấy cá sặc này mẹ ăn không? Hai con thả luôn. Thả đi luôn. Thả luôn hả? Ừ. Ừ, rửa mấy cá sặc bự ra đi. Trời nhiều lắm. Mẹ ngon dữ lắm luôn. Mấy con này là con cá sặc này là cá sặc bớm. Cá sặc bớm này là không có phong. Cá sặc kia kìa, cá sặc trong đây không có dính con nào. Cá sặc kia là cá sặc điệp. Cá sặc điệp không có dính con nào hết trơn. Hay có mình ví dụ cho cả nhà xem. Mà có điều tháng này là con nào con ấy là ốc nóc gì không nè cả nhà. Nó no dữ lắm. Nó có đủ màu cái nó mập á, thân nước cái nó bơi đi, bơi tới bơi lui rồi được á. Rồi vậy được rồi đó. Rồi là cái số này là mình đem đi thả nha. Thả luôn hai con cá chê sần mình này luôn, mình cũng có được một ít này rồi, ít cá thì là được rồi. Đây cả nhà mình thả hết số này đi luôn nha. Cả nhà coi rất là nhiều cá lóc con luôn. Cái này hồi nãy nó lớn rồi, cả nhà biết nó lớn biết bao nhiêu mà nói cá lóc luôn á. Thôi giờ mình đem ra mương mình thả luôn nha. Đi cả nhà theo mình coi mình thả nha. Đi qua bên bụi ông xuống luôn. Kế tiếp của hai mẹ con mình nha.